Quý vị đang theo dõi chương trình Khéo dùng tiền của Đài Lưu Lạc Sài Gòn TV. Chúng tôi đang bàn với khán giả quý vị về đề tài Roth IRA và IRA, một đề tài chúng tôi đã đề cập trong quá khứ và theo lời yêu cầu của nhiều khán giả đã gọi chúng tôi và hỏi ý kiến, chúng tôi xin bàn lại thêm chi tiết. Và xin mời chị Ngọc Tịnh anh Thơ. Cái Roth IRA đó, nghe anh ta nói cái vụ mà backdoor Roth là gì? Nghe có vẻ hơi backdoor Roth là cái conversion, cửa sau, đi cửa sau. Nhưng mà thế này, anh Tom nên biết là cái Roth IRA đó là thường thường mình muốn bỏ vô trong Roth IRA đó thì thường thường chính phủ nó không cho ai cũng bỏ vô được cả. Cái Roth IRA để dành những người ít income để bỏ tiền trong saving để retirement, cho nên những người nào mà làm nhiều tiền nhiều quá đó, chính phủ nó bị nó phê sao nó không cho mình bỏ vô trong đó. Thì cái list của nó là những người nào mà khoảng chừng một làm single mà làm đến 117.000 đó, adjusted gross income đó thì không được bỏ Roth IRA. Hai vợ chồng founding jointly đó 184.000 không được bỏ tiền Roth IRA nữa. Thì mình làm nhiều quá nó không cho mình bỏ Roth IRA. Nó có cái phase out rule của nó. Cho nên không có nghĩa là ai cũng có quyền mở ra mà bỏ Roth IRA được. Nó phase out tại vì cái Roth, mục đích của Roth IRA đó để giúp những người nào mà lợi tức thấp mà muốn bỏ tiền retirement. Thì cái backdoor Roth IRA là một hình thức để mà nó get away from cái limit này, là cái hình thức chỉ có conversion từ bên cái IRA sang Roth IRA. Mà lúc mà anh Tom mà convert, chị Ngọc Tịnh mà convert từ Roth, cái IRA thường sang Roth IRA đó, there's no limitation. Và trường hợp này là để dành cho những người mà chúng mình vừa bàn xong đó, những người mà businessman mà có lỗ lã thật nhiều, cái năm đó ta làm không có income gì cả, hoặc là có một người vừa mở cửa tiệm quán ăn ra, năm đầu tiên lỗ 300-400 ngàn, ở trong saving account người ta có khoảng chừng ở trong cái Roth, cái IRA thường người ta đó có 400-500 ngàn đồng, người ta convert cái đó sang bên cái Roth IRA, ta dùng cái lỗ của cái cửa tiệm người ta, ta trừ cái income đó, zero income, không đóng thuế. Và từ đó trở đi, cái Roth IRA trong tương lai đến lúc về hưu lấy không đóng được thuế. Không đóng thuế. Cái đó là really good idea. Cái đó là very good. Cái đó điểm rất là quan trọng. Những người nào mà làm ăn mà có saving, mà ngay cả có 401k cũng vậy, không đi làm được, hoặc là thì mình convert, mình roll over từ cái 401k trong hãng mình sang cái IRA. Từ cái IRA mình convert sang Roth. Và mình dùng cái lỗ trong cái cơ sở làm ăn mình để mình trừ cái income từ cái conversion. Nhưng mà only if you are a, ví dụ mà em là một chủ của cái tiệm đó. Yeah. Hay là what if em là corporation, S corporation, the same thing. Corporation is the same, same thing. Chỉ có cái là capital gain, capital loss thì mình không được trừ thôi. Còn những người mà có S corporation, có cái form K1 income hoặc là LLC income thì cái đó mình dùng lỗ đó, mình có quyền mình dùng cái lỗ đó để trừ cái income của cái conversion. Thì em mở cái IRA account, em mở cái IRA trên tên của em hay tên công ty? Không, thường thường là IRA cá nhân. IRA là cá nhân. Ok, của mình vậy là em mở cái IRA account là trong tên em. Yeah. Nhưng mà okay, tại vì S corporation tất nhiên là nó cũng là của Tom rồi, tại Tom là you are the sole owner. So yeah, does that come from my income, là tiền của em trước rồi xong rồi em mới viết 5.000 để vô đó, hay là công ty em bỏ tiền không, vô? Không, cái đó hoàn toàn bên cá nhân. Công ty không có, has nothing to do with okay that. Okay. Đúng rồi. Dạ, yeah, cái bên công ty là pension. Okay. Dạ, yeah, cái đó một khi mà công ty mà take care of người mà officers hoặc là shareholder đó là thì pension, take care tất cả mọi người. Okay. Thì họ làm cái đó là yeah, cái đó có một cái chương trình cái là SEP IRA cho company mà mai mốt mình nói. Yes. Mm-hmm. Yeah. Cái đó được á. Yeah. Không, cái Tom nên mở cái SEP IRA yeah cho nhân viên của Tom. Yeah. Với là trừ thuế. Thì cái đó phải dạ, được trừ thuế, phải coi về nhân viên thôi. Ở đây mình nói chuyện là cái retirement account của cá nhân. Cái retirement là vậy là em có thể bỏ trước khi thuế là em bỏ vô cái IRA của em. Phải không? Before tax. Before tax mà trừ thuế. Em bỏ vô cả năm 2 3 năm đại khái vậy đó, xong rồi em backdoor được bỏ vô cái convert vô cái Roth IRA. Xong rồi lúc mình cái Roth IRA 20-30 năm sau á, mà nó làm cái 100.000 mấy triệu gì đại khái vậy đó. Nghe thấy sướng hả? Thấy sướng không? Là em không trả thuế. Lấy ra không đóng thuế đồng nào. Đúng rồi, Roth không có đóng thuế. Thấy không? Yeah. Thì em bỏ vô đâu chưa đóng thuế, xong rồi mình convert, đóng thuế chút xíu, xong rồi em đã không đóng thuế. Đúng y như vậy. Tức là mình phải planning cái năm nào đó mà mình có lỗ lã nhiều trong business thì mình convert cái đó sang mình cái Roth IRA. Vậy là Tom làm hàng với công ty. Good. Tom làm hàng với công ty. It's a good tax planning idea. Yeah.
Bây giờ có ai mà có công ty rồi, that's a really good idea. Yeah, cứ bỏ rồi. Bỏ cứ mỗi năm đi 5.000. Bởi vì cho nên mình phải làm việc với những người. Bây giờ như vậy thì chừng nào mình mới rút ra được hả Tuấn? 59.5 triệu. Mình bắt buộc và chừng nào mình phải bắt buộc phải lấy ra. 70.5 triệu bắt buộc phải lấy ra thì người ta 59.5 triệu mình có quyền mà lấy ra mà không bị phạt, tức là cái 10% bị phạt. Còn 70.5 triệu bắt buộc phải lấy ra. Là require minimum distribution. Minimum có nghĩa là lúc mà 70.5 triệu mình có quyền mà lấy ra tất cả mọi thứ, hoặc là lấy ra con số mà chính phủ ấn định theo cái bảng, cái tax cái table của chính phủ, căn cứ trên cái tuổi thọ của mình. Nào có một người khán giả có đặt câu hỏi chị Ngọc Thịnh là nếu trường hợp mà tôi quên lấy, tôi 71 tuổi rồi mà cái đêm năm ngoái tôi quên lấy lẩn cẩn được không? Lẩn cẩn. 71 thì chính phủ thì mình chính phủ nó sẽ phạt 50% excise tax. Wow. Giả sử cái năm đó, yes. Giả sử cái năm 70.5 triệu rồi, theo số tiền mình có, theo cái tuổi thọ mình năm đó mình phải lấy ra là 20.000, nói ví dụ vậy mà mình quên lấy đi thì mình phải đóng 50% excise tax trên cái 20.000 đồng, tức là 10.000 tiền phạt. Mình lỗ 10.000. Yeah. Mình có 1 triệu đó là không, tức là không phải là 1 triệu đồng, nhưng mà cái require mà distribution mà minimum đó. Ồ, cái minimum thì nó căn cứ tuổi thọ của mình và số tiền mình có, thì thường thường 10-20 ngàn, ví dụ như vậy. Okay. Thì cái tiền phạt của chính phủ là cái excise tax đó là 50%. Vậy là mình coi thử người nào tuổi hơn 70.5 mình nhắc người ta đi hả? Dạ. Yeah. Không có đó mình phải thường thường thật sự nói ra, thường thường ngân hàng đó chị còn chẳng biết, hoặc là những hãng investment banking đó, thì thường thường đến cái tuổi mình đó người ta financial, ta gửi giấy, ta báo gửi giấy hoài. Yeah. Yeah. Financial planner nó nhắc. Ồ, vậy quá tốt. Cho nên nếu mà không mình quen là bị phạt rất là nặng. Yeah. Mấy cái này ví dụ mà em có một cái công ty làm nail hay làm cash nhiều đó, bỏ cái cash rồi được không anh? Bỏ cash vô mình muốn bỏ gì cũng được á, cái vấn đề ngân hàng cash luôn á, bỏ 5.000 vô mua cái IRA mỗi năm bỏ 5.000. Nếu mà ngân hàng người ta, những ngân hàng ta sẵn sàng ta lấy tiền cash thì dùng. Trời ơi, ai đâu mai đang tới nhà băng tiền đi, ai đâu mai thì có vấn đề, mình sợ vấn đề mình bỏ quá 10.000 thì chính phủ nó bị cái ngân hàng phải report chính phủ không, thôi. Thì ra cái chuyện mà mình, nếu mà cái công ăn việc làm kinh doanh của mình mà nó là cash nhiều quá thì đem vô bỏ 10-mấy ngàn nó cũng thắc mắc. Ok. Tại nó tại cái chứng minh là mình là cái công ty của mình, cái vấn đề mình sợ là tại vì số tiền mình không chứng minh được. Còn mình bỏ 15.000 đồng mà mình là một cái cơ sở mà bán đồ mà retail đại khái như vậy thì no problem. Okay. Nó nhà băng nó không để cái đó nó làm nó scare mình, tức là nhiều người ta nghĩ như chị nói đúng đó, nhiều người ta nghĩ là mình mỗi lần mình bỏ 10.000 như vậy là mình sẽ sợ chính phủ, nhưng mà cái business của mình là cái business mà mình làm bằng tiền mặt thì mình bỏ vô trái gì mình sợ cả. Vậy đó là chuyện rất là bình thường, tại cái đó là business của mình. Mà tự nhiên thấy có một cái ông lawyer mà bỏ vô 10-mấy ngàn. Cái đó là chuyện khác. Cái đó là chuyện khác. Ông lawyer mà cầm tiền mặt bỏ vô là chuyện khác. Cho họ thắc mắc liền đó. Còn một tiền bán retail, bán đồ ăn thì tiền mặt là chuyện thường thôi. Đúng rồi. Ok. Sau khi mà mình withdraw IRA thì cái tax là mình lấy ra mình phải trả bao nhiêu tiền thuế? Thường thường mình đóng thuế như là tức của mình kiếm được vậy. Tức là nếu mà mình cái tax rate mình là 25% thì cái đó nó cộng cái IRA mình lấy ra đó, nó cộng với income của mình như là cái lợi tức mình kiếm được vậy. Mình phải đóng thuế thì tùy theo cái tax rate của mình. Dạ. Chỉ có cái là mình không bị tiền phạt nữa, tức là tiền phạt bây giờ nó không còn. Một khi mình đã quá 59.5 triệu. Còn còn cái câu cuối cùng cho anh, ví dụ mà em pass away rồi sao, em có vài 300.000 trong em pass away, cái bà con cô bác vợ em đây có là một được điểm không? Rất là hay. Cái điểm này là thường thường đó, between vợ lẫn chồng với nhau đó, thì một khi người chồng qua đời để lại số tiền IRA cho người vợ, thí dụ như vậy, thì đối với sở thuế ký IRA mà người vợ thừa hưởng từ người chồng được xem như là của người vợ vậy. Tức là mình lấy, giả sử bây giờ người vợ chưa đầy 50 tuổi, người vợ có quyền để số tiền đó 59.5 triệu có quyền lấy ra không bị phạt gì cả. Và đến 70.5 triệu phải lấy ra theo cái required distribution, không khác gì hết. Và đóng thuế đó mình lấy ra thôi. Riêng con cái đó thì lại khác. Giả sử bố mẹ qua đời hay là người cuối cùng qua đời để số tiền lại 500.000 con cái thì cái luật nó hơi khác chút xíu. Nếu mà cái người mà qua đời đó chưa phải là 70.5 triệu đó, thì người con cái có 5 năm để lấy số tiền đó ra và đóng thuế. Không bị phạt nhưng mà đóng thuế. Tức là mình chỉ có được 5 năm lấy tất cả 500.000 đó ra để đóng thuế tùy mình muốn. Vậy mình lấy từ từ cũng được nữa. Nhưng mà 5 năm thôi. À. Còn nếu đó mà cái người mà bố mẹ mình qua đời mà trên 70.5 triệu đó,
thì mình có quyền dùng cái rule của required distribution, tức là căn cứ tuổi thọ của mình, để lấy ra từ từ. Nhưng mà cái công thức nó hơi phức tạp chút xíu. Tức là cái công thức nó là hoặc là tuổi thọ bố của bố mình, hoặc là tuổi thọ của mình, nhưng mà mình make some adjustment để mà lấy ra cái đó. Thì thật sự nó khoảng chừng đâu, tính ra khoảng chừng mười mấy năm phải lấy ra thôi. Còn mình có thể lấy ra trong 5 năm. Trở lại vấn đề vợ chồng đó, nếu mà người vợ đó mà thừa hưởng được số tiền người chồng đó, thì trong tay người vợ số tiền đó như là tiền của mình vậy đó. Mình muốn làm theo hình thức distribution nào mình làm. Nhưng mà mình phải chờ, phải không? Mình phải chờ tới mình cái bà, người vợ phải chờ tới năm 59 tuổi mới được lấy ra sớm bị phạt. Đúng. Dạ, yeah, tức là cái số tiền người vợ thừa hưởng người chồng đó, nó cái same y như là số tiền người vợ mà put away for cái ấy vậy, không khác gì cả. Tức là hoàn toàn như tiền của mình. Riêng con cái hoặc những người khác được thừa hưởng đó thì cái rule đó được apply differently. Khác. Most of the time đó thì là mình có 5 năm để lấy số tiền đó ra. Okay. Wow, hôm nay là mình thấy cũng... Vâng, cái đề tài này thì là rất nếu mà trong tương lai thì Ngọc Tình, nếu mà khán giả mà còn gọi vô hỏi nữa đó, thì mình có thể mình nói tiếp tục một phần, tại vì có một số issue, nhưng nói chung hôm nay chúng mình cover tương đối những đề tài rất là cần thiết cho khán giả. Có nhiều khán giả họ hỏi, họ ở nhất là vùng những tiểu bang khác xa, họ có coi cái chương trình của tụi mình, thì họ gọi vào họ hỏi, thì trong tương lai là họ sẽ liên lạc với anh Tuấn chuẩn bị. Chúng tôi sẵn sàng trả lời cho tất cả khán giả gọi về trong đài để hỏi những đề tài mà chúng tôi đã bàn qua. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc lại là đây là ý kiến chúng tôi, chứ không phải là vấn đề là cái vấn đề mà providing tax cũng như là legal service. Quý vị phải liên lạc thẳng, tham khảo với những người làm việc, luật sư hoặc là CPA của quý vị. Đại, vì những người đó họ có license thì mới nói chuyện được. Còn tụi mình nói chuyện đây là tụi mình chỉ chia sẻ thôi. Không có provide legal or tax service. Mình chỉ chia sẻ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khéo Dùng Tiền của đài chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị. Tôi xin kính chào quý vị.